Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 11 tháng 9 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh cháy nhà lúc rạng sáng, hai trẻ em tử vong. Dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội, số ca mắc tăng kỷ lục, thêm một người tử vong. Bé trai 8 tuổi mất hoàn toàn thị giác, mù vĩnh viễn vì mắc hai bệnh lý về mắt. Bất ngờ ôm ngực, ngã gục trên ghế, ngưng tim ngưng thở trong khuôn viên bệnh viện. Mệt mỏi vàng da đi khám phát hiện lá lách to gấp 30 lần mức bình thường, chiếm nửa ổ bụng. Dịch đau mắt đỏ tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần lưu ý. Gần 80 trẻ em được tham gia phẫu thuật nhân đạo tại Hà Nội. Hơn 3 giờ sáng hôm nay ngày 11 tháng 9, tại căn nhà số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp của ông Phạm Bình Phú, 32 tuổi, nằm trong khu dân cư đông đúc, cách đường lớn khoảng 200m, bất ngờ bốc cháy khiến hai trẻ em tử vong. Khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân đã cố gắng sử dụng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không thành công do căn nhà chứa nhiều đồ gia dụng và thùng xốp dễ bắt lửa. Khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp đã cử 2 xe chuyên dụng và 15 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp dập lửa. Tới 3 giờ 30, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, đám cháy đã làm toàn bộ tầng trệt và gác lửng của căn nhà cháy rụi. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể trong căn nhà, được xác định là của PTBT sinh năm 2013 và PTBP sinh năm 2017. Theo cảnh sát, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, cha mẹ của hai trẻ đã đi chợ Đầu Mối Bình Điền, thành phố Thủ Đức để mua hải sản về bán, cách nhà hơn 10 km. Cha mẹ đã khóa cửa bên ngoài khi hai trẻ đang ngủ, mặc dù căn nhà có hai lối thoát hiểm trước và sau, nhưng cả hai lối này đều bị khóa, gây khó khăn cho việc cứu hộ ban đầu. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra và có khả năng là do chập điện. Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 1 đến 8 tháng 9, thành phố ghi nhận gần 1.700 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng 540 trường hợp so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ 3 số ca mắc vượt mốc 1.000 ca một tuần. Số ca liên tục tăng, đây là tuần có số ca mắc cao nhất trong năm nay và ghi nhận thêm một trường hợp tử vong. Bệnh nhân tử vong là cô gái 20 tuổi. Trước khi nhập viện, cô bị sốt cao và nhờ người đến truyền dịch tại nhà. Đây là ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết thứ 3 mà Hà Nội ghi nhận trong năm 2023. Bệnh nhân quê huyện Quốc Oai có biểu hiện từ ngày 28 tháng 8, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vào chiều ngày 11 tháng 9. 3 ngày sau khi có biểu hiện bệnh, gia đình mời nhân viên y tế tư vấn đến nhà truyền dịch cho bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân có đỡ sốt nhưng người còn quá mệt. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô gái dương tính với sốt xuất huyết. Đến 5 giờ ngày 3 tháng 9, cô có biểu hiện tức ngực, khó thở, mệt mỏi, được gia đình đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Đến 22 giờ cùng ngày, thấy tình trạng bệnh nhân không cải thiện, bệnh viện chuyển cô gái đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, bệnh nhân được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, duy trì thuốc vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân đã tử vong ngày 4 tháng 9. Hai ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết ở Hà Nội được ghi nhận trước đó là nam thanh niên 19 tuổi ở quận Đống Đa và người phụ nữ 45 tuổi ở quận Hoàn Kiếm. Theo các bác sĩ, thời kỳ ủ bệnh của sốt xuất huyết là 3 đến 6 ngày, một số trường hợp có thể kéo dài đến 15 ngày. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột với sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ vùng đau thắt lưng, chân. Một số trường hợp có thể kèm dấu hiệu đau họng, buồn nôn, nôn mửa, đau vùng thượng vị và tiêu chảy. Từ ngày 3 đến ngày thứ 8 hết giai đoạn sốt, bệnh nhân thường kèm biểu hiện có chấm sốt huyết dưới da và chảy máu mũi. Một số trường hợp bệnh có thể tiến triển đến sốt huyết tiêu hóa và sốc, nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong. Người dân cần hết sức chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết, nhanh chóng đến bệnh viện để được xử trí kịp thời. Bệnh viện mắt Hà Nội 2 tiếp nhận bé trai 8 tuổi bị viêm nội nhãn lúc 5 tuổi, sau đó lại mắc viêm màng bồ đào khiến mắt phải mất hoàn toàn chức năng thị giác, mù vĩnh viễn. Gia đình cho biết khi bé 5 tuổi, mắt bị đỏ, cha mẹ đã tự mua thuốc về nhỏ cho con. Đến ngày thứ 3 còn đỡ, mắt sưng nặng hơn, đi khám bác sĩ kết luận bị viêm nội nhãn có thể ảnh hưởng đến thị lực. Sau khi điều trị viêm nội nhãn, may mắn mắt vẫn giữ được thị lực nhưng khá yếu. Khi 8 tuổi, bé lại xuất hiện viêm màng bồ đào mắt phải, được phẫu thuật nhưng thị lực mỗi ngày một kém, sau đó mù vĩnh viễn. Chia sẻ bệnh lý viêm nội nhãn, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hồng Mai, trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Cái viêm nội nhãn thì đó là một cái biểu hiện rất là, nó có hai cái dạng. Thứ nhất là cấp tính và thứ hai là chậm. Thì tất cả đều là bệnh nhân cảm thấy đau nhức mắt, sưng nề, nhiều khi nhìn cái mắt nó phù lên, nó sưng to, nó giống như nó lộ ra, đỏ rực lên. Và có nhiều khi nhìn ngoài và chúng ta thấy có cái ngấn mủ ở ngay trong bên trong cái tròng đen của mình. Nếu mà cái nhiễm trùng, cái viêm nhiễm đó mà ở trong mắt nó phá hủy những cấu trúc ở trong mắt thì nó sẽ dẫn đến là mù lòa. Đồng quan điểm với bác sĩ Mai, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Minh Ngọc, nguyên trưởng khoa đáy mắt, Bệnh viện mắt Trung ương cho biết. Không chỉ viêm nội nhãn mà viêm màng bồ đào cũng là bệnh lý ở mắt rất nguy hiểm.
Viêm màng bồ đào mãn tính tức là một viêm màng bồ đào thì phải sau 3 tháng, tức là đã điều trị dai dẳng sau 3 tháng thì người ta coi là viêm màng bồ đào mãn tính. Còn viêm màng bồ đào cấp tức là cái triệu chứng nó rất rầm rộ, nó rất nặng nề, làm cho bệnh nhân đau nhức và lập tức là người ta phải đi ngay, thì đó là viêm màng bồ đào cấp. Bác sĩ khuyến cáo bệnh viêm nội nhãn và viêm màng bồ đào nếu không được phát hiện kịp thời, bỏ qua thời điểm vàng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng cả về thị lực cũng như toàn thân, do đó cần được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ vốn có sức đề kháng yếu, khi gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường ở mắt cần được khám ngay bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không chủ quan điều trị tại nhà. Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhập viện và tử vong ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Bệnh nhân dễ tử vong ở những giờ đầu tiên trước khi vào viện vì các biến chứng liên quan đến rối loạn nhịp. Đây cũng là tình trạng gặp phải ở người bệnh sau đây. Bệnh nhân là ông NDT, 74 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương. Theo đó, trong lúc ngồi chờ khám bệnh, ông T bất ngờ ôm ngực và gục ngã trên ghế. Người dân phát hiện đã chi hô, nhân viên y tế tại hiện trường xác định ông T ngưng tim ngưng thở. Ngay lập tức đã tiến hành cấp cứu tại chỗ, xoa bắp tim và chuyển tới khoa cấp cứu trong vòng vài phút. Tại khoa cấp cứu, người bệnh đã được sốc tim phá rung 3 lần và hồi sức tim phổi. Kết quả đo điện tâm đồ xác định nguyên nhân ngưng tim là do nhồi máu cơ tim cấp độ 4. Người bệnh bị tổn thương nặng 3 nhánh mạch vành nên được tiến hành can thiệp đặt stent. Quá trình nòng tim kết thúc trong 30 phút đã khôi phục dòng máu nơi tim. Chia sẻ về bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp, thạc sĩ bác sĩ Tạ Quang Hải, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết. Chủ yếu của cái hiện tượng tắc nghẽn này đó là do động mạch vành của chúng ta bị sơ vữa. Khi động mạch vành bị sơ vữa thì các cái mảng sơ vữa này sẽ bị nứt vỡ ra và hình thành nên cục máu đông, từ đó gây tắc nghẽn cái động mạch vành. Thì các cái dấu hiệu hay là các cái triệu chứng để nhận biết là chúng ta có bị nhồi máu cơ tim cấp hay không, đó thì cái dấu hiệu thường gặp nhất ở đây đó là người bệnh thường có cảm giác là bị đau tức ở bên ngực trái, tức là có các cái cơn đau tức ngực ở bên trái. Bệnh nhân có cảm giác đau lan lên trên cằm, lan xuống cánh tay bên trái hoặc là lan ra sau lưng với cường độ tăng dần, và khi người bệnh nghỉ ngơi thì cơn đau cũng không có giảm đi. Các chuyên gia cũng lưu ý, hơn 50% bệnh nhân có một yếu tố khởi phát xảy ra trước khi nhồi máu cơ tim như vận động gắng sức, stress tâm lý, phẫu thuật, có bệnh lý nội khoa nặng. Người có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim bao gồm từng được chẩn đoán bệnh mạch vành, có yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành như trên 45 tuổi với nam và trên 55 tuổi với nữ, thừa cân béo phì, ít vận động thể lực, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, stress về thể chất và tinh thần, cần thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường. Người đàn ông 61 tuổi quê Yên Bái đến bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ khám vì bụng căng cứng, đau bụng âm ỉ, da vàng, ăn kém mệt mỏi. Bệnh nhân có tiền sử điều trị bệnh xơ hóa tủy cấp tại bệnh viện tuyến trung ương. Bác sĩ thông báo lá lách to lớn gấp gần 30 lần mức bình thường, chiếm nửa ổ bụng. Kết quả chụp các lớp vi tính cho thấy hình ảnh lá lách của bệnh nhân rất to độ 4, cần thực hiện phẫu thuật cắt lá lách để tránh nguy cơ vỡ lá lách gây mất máu cấp dẫn tới tử vong. Bác sĩ của nhiều khoa đã được huy động để thực hiện ca phẫu thuật. Sau khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện lá lách kích thước khủng, căng cứng, sẫm màu, chiếm hơn nửa ổ bụng. Các bác sĩ đã tiến hành thắt động mạch lá lách trước để tránh mất máu trong quá trình gỡ lách ra khỏi các tổ chức. Sau đó, bóc tách giải phóng khối lá lách ra khỏi ổ bụng rồi cắt bỏ. Lá lách khổng lồ, nặng 4kg, dài hơn 30cm, đã được tách ra khỏi cơ thể hoàn toàn. Chia sẻ về tình trạng lá lách to, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Lưu Phương, khoa nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Cái biểu hiện của tình trạng lá lách to thì biểu hiện đầu tiên của bệnh nhân thông thường sẽ là sốt, đau nặng vùng hạ sườn phải nhiều. Có người sốt rét run, ví dụ như sốt rét hay những nhiễm trùng huyết sốt rét run, vã mồ hôi rất là nhiều và môi lưỡi khô và rất là dơ. Và tùy theo cái vị trí nhiễm trùng có thể bệnh nhân đau hông lưng, tiểu gắt buốt, tiểu mủ hoặc là ho đàm vàng đàm xanh tùy cái vị trí nhiễm trùng, như vàng mắt hay là môi son hay là dễ ngứa vân vân. Hoặc là nếu mà do bệnh lý của về huyết học thì bệnh nhân có thể có triệu chứng của thiếu máu như mệt mỏi hay chóng mặt, ngủ hay mộng mị, hay là có thể sốt nhẹ ấn lạnh gọi là sốt không rõ nguyên nhân, hoặc là loét lở ở trong họng thì nó tùy, nhưng mà chung quy là đó những biểu hiện kèm theo thôi, còn bản thân cái lá lách to thì đôi khi nó không có triệu chứng gì cả. Để phòng ngừa những nguy cơ bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng như ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thường xuyên khám sức khỏe định kỳ và khám ngay khi có các dấu hiệu như đau chướng bụng, tự sờ thấy khối bất thường. Trong một tháng trở lại đây, nhiều địa phương có số ca mắc đau mắt đỏ tăng cao, gấp đôi so với năm trước. Mặt khác,
dịch bệnh đau mắt đỏ năm nay kéo dài hơn mọi năm, nhiều ca có biến chứng nặng và lâu khỏi. Chỉ trong 2 tuần, Bệnh viện Mắt Trung ương đã ghi nhận 1.700 trường hợp đau mắt đỏ, chiếm trên 50% tổng số bệnh nhân đến khám. Nhiều trường hợp bị đau mắt đỏ với biến chứng mở mắt kéo dài, thậm chí cả tháng. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 72.000 ca đau mắt đỏ, 1/3 trong số đó là trẻ em đang đi học. Những dấu hiệu điển hình của bệnh bao gồm: mắt ngứa, cộm như có hạt bụi trong mắt, mắt đỏ, mắt tiết nhiều ghen, chảy nước mắt, mi mắt sưng nề, đau nhức, có thể kèm theo các biểu hiện khác như mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, nổi hạch sau tai. Các nguyên nhân phổ biến gây đau mắt đỏ bao gồm: đau mắt đỏ do nhiễm virus, bệnh gây ra do virus như adenovirus, herpes, có thể tự hết trong khoảng từ 7 đến 14 ngày, không cần điều trị. Đau mắt đỏ do nhiễm vi khuẩn, đau mắt đỏ do dị ứng. Các tác nhân dị ứng như phấn hoa, bụi và lông động vật có thể khiến bệnh kéo dài cho đến khi loại bỏ hoặc tránh xa các yếu tố gây dị ứng. Khi mà bị đau mắt đỏ thì trước tiên là chúng ta sẽ cần phải, khi mà có những cái dấu hiệu của bệnh này, ví dụ như mà bạn thấy đỏ mắt hay là có rỉ mắt nhiều, cộ mắt chẳng hạn, thì chúng ta phải đến khám ngay, không được tự ý mua thuốc về sử dụng và dùng thuốc theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ. Không nên tự ý, ví dụ như các cái phương pháp dân gian như là xông lá trầu đấy, hoặc là mình tự ý điều trị là không tốt. Và đồng thời đây là một cái bệnh mà có thể lây nhiễm, cho nên mình cần phải phòng tránh lây cho những người xung quanh. Ví dụ như là những trường hợp mà do virus thì chúng ta cần phải cách ly được thì là tốt nhất, nếu không chúng ta phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với những người xung quanh. Bệnh đau mắt đỏ thường diễn biến lành tính, ít để lại di chứng, tuy nhiên nếu không điều trị kịp thời có thể gây biến chứng ảnh hưởng đến giác mạc, gây giảm thị lực. Những biến chứng có thể xảy ra khi thời gian bệnh kéo dài hoặc không chữa trị đúng cách. Ở cả trẻ em và người lớn, bệnh đau mắt đỏ có thể gây viêm giác mạc, loét giác mạc, có thể dẫn đến mù lòa. Vì vậy người bệnh cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt ngay khi phát hiện bất thường như mắt đỏ, đau nhức cộm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Sáng ngày 11 tháng 9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba và Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile đã tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi hàm ếch, dị tật bẩm sinh thừa dính ngón chân tay tại Hà Nội. Chương trình phẫu thuật lần này sẽ được thực hiện từ ngày 11 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 9. Ngày 11 tháng 9, các bác sĩ sẽ tiến hành khám sàng lọc cho khoảng 120 đến 150 bệnh nhi. Bệnh nhi nào đủ tiêu chuẩn sẽ được cho đi xét nghiệm các chỉ số và làm thủ tục nhập viện để được tham gia phẫu thuật. Đối tượng đủ tiêu chuẩn tham gia phẫu thuật bao gồm bệnh nhân dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch chưa được phẫu thuật. Trẻ bị khe hở môi phải được ít nhất 6 tháng tuổi, nặng từ 8kg trở lên. Trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất 12 tháng tuổi, nặng từ 10 đến 12kg trở lên. Bệnh nhân di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch các độ tuổi, sẹo môi, lỗ thông vào miệng, dị tật mũi, khe hở cung răng. Bệnh nhân thừa ngón tay, ngón chân, không phải dị tật vận động, dị tật bàn chân khèo. Bệnh nhân bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh, không phải bệnh lý nhãn khoa trên 5 tuổi. Sau khi đã khám sàng lọc xong, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba sẽ tiến hành các cuộc phẫu thuật cho các em nhỏ. Trong quá trình điều trị tại viện, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần đi lại và ăn uống trong thời gian lưu viện. Bên cạnh sự hỗ trợ của bệnh viện, Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cũng có những tình nguyện viên hỗ trợ các bệnh nhi và người nhà trong suốt quá trình phẫu thuật tại bệnh viện. Sau khi đã được tham gia phẫu thuật miễn phí tại chương trình, các bệnh nhi sau 6 tháng sẽ quay lại tái khám để được kiểm tra và nhận tư vấn từ bác sĩ, cũng như tham gia vào việc trị liệu ngôn ngữ miễn phí do Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam tài trợ miễn phí. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.